Hello. Tất cả các cái thế hệ mạng thì không dây thì đều hướng tới cái mục tiêu là tốc độ mạng nhanh hơn và nhiều chức năng hơn. Smart ví dụ như điện thoại 1G thì chỉ có là text, nhắn tin và gọi điện. Rồi đến điện thoại 3G, 4G. Đấy. Thì tốc độ 3G thì cho phép người dùng có thể là online vào Facebook, lên web. Thế hệ mạng tiếp theo 4G thì cho phép các cái thiết bị có thể là xem được video. Người dùng có thể online trên mạng 4G. Nhưng mà với cái kết nối hữu hạn, mọi lúc mọi nơi mà có cái điểm phủ sóng của mạng 4G thì cái người sử dụng đều có thể truy cập vào mạng internet để lướt web, để mà video streaming, kết nối, có thể làm, đúng không? Có thể làm mọi thứ mà người dùng muốn. Thế thì thế hệ tiếp theo là mạng 5G không dây. Có thể là xử lý được hàng nghìn lần, hàng nghìn các cái thiết bị với cái tốc độ mạng nhanh hơn mạng 4G 100 lần. Và cái số lượng thiết bị kết nối vào mạng 5G là cực kỳ nhiều. Thì với tốc độ mà ví dụ như về tốc độ á, thì để lấy ví dụ một cách trực quan thì lúc mà bạn download một cái bộ phim độ phân giải HD trong mạng 4G thì cần tới 6 phút, trong khi với mạng 5G bạn có thể download trong vòng khoảng 3,6 giây. Rồi các cái hệ thống mà cần phải đáp ứng thời gian thực như là hệ thống ô tô tự lái hoặc là các cái game online video, thì những cái ứng dụng này nó cần cái độ trễ nó ít để khi mà tác động lệnh từ cái server. Thì lệnh tác động xuống có thể gần như là tức thời để mà an toàn hơn và chính xác hơn. Có 5 cái công nghệ mà nó nằm sau 5G thì nó là millimeter wave, small cell, massive MIMO, beamforming và phone duplex. Cái công nghệ đầu tiên thì là sóng millimeter. Như chúng ta biết là trong cái giải phổ thì các cái giải tần ở dưới 6 g thì gần như là rất là nhiều cái thiết bị điện tử hoạt động. Thì việc sử dụng thiết bị ở cái giải này thì rất là băng tần, rất là hạn chế. Thì để mà có một cái lượng băng thông mà ổn định, chưa dùng rộng để có thể truyền dữ liệu cao thì cái giải 6 g đến 300 g hiện tại thì gần như là chưa có thiết bị nào sử dụng. 5G sử dụng sóng millimeter trong cái giải 6 đến 300 g. Có thể là
sử dụng băng thông thoải mái. Tuy nhiên, với tần số cao thì nó dễ bị che khuất bởi cây cối và nhà cửa. Thế thì cái giải pháp mà giúp cho mạng được phủ sóng không bị che khuất bởi cây cối thì giải pháp là cái cell, rất là nhiều cell đặt mật độ rất dày, gọi là micro cell. Micro cell này thì nó cũng tương tự như một cái trạm lập của một cái trạm lớn, thì nó là các cái repeater thu lại sóng của trạm BTS lớn để mà phủ sóng những cái điểm mà bị cây cối và nhà cửa che khuất. Lúc mà người dùng di chuyển từ cái trạm BTS micro cell này sang mono cell khác thì cái smartphone tự động truyền mạch sang một cái trạm mới. Việc đặt nhiều cell, micro cell thì giúp cho cái cường độ tín hiệu thu tại smartphone được mạnh hơn và khắc phục được cái nhược điểm là che khuất và suy hao bởi mưa ở trong cái dải tần mm. Để mà kết nối được hàng triệu các cái thiết bị IoT thì một công nghệ khác được giới thiệu trong các cái mạng 5G là công nghệ Massive MIMO. MIMO thì anten MIMO thì được đã được giới thiệu ở trong các cái mạng 4G. Nhưng mà và lúc mà 5G á, thì nó cái lượng thiết bị nó kết nối vào cực lớn, nên là nó đòi hỏi phải hàng hàng tá cổng anten có thể xử lý được tất cả các cái dữ liệu di động. Vì thế mà Massive MIMO đã được giới thiệu. Rồi, công nghệ tiếp theo trong cái mạng 5G là beamforming. Beamforming thì nó cũng tương tự như là cái đèn tín hiệu giao thông của hệ thống di động. Thay vì là broadcast mọi hướng, thì nó sẽ cho phép một cái mạng di động gửi dữ liệu tập trung vào một cái luồng dữ liệu mà người dùng đang dùng, tránh bị nhiễu hoặc là theo cách mà hiệu quả hơn, đồng nghĩa với việc là trạm có thể xử lý được nhiều tín hiệu tới và nhiều luồng dữ liệu đi ra khỏi trạm cùng một lúc. Ví dụ như trường hợp có thể thấy rõ thì khi mà bạn mà thực hiện một cuộc gọi, tín hiệu của bạn bị phân tán xung quanh nhà cửa rồi, hoặc là bởi các cái tín hiệu từ các cái người dùng khác ở trong vùng.
Mà cái anten MIMO này có thể thu được tất cả những cái tín hiệu này và giữ và có thể track và đi theo những cái hướng mà nó tới, sau sau đó nó sử dụng cái thuật toán xử lý tín hiệu để mà bám 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 vào những cái đường mà có tín hiệu, có đường truyền tín hiệu tốt nhất đến từng smartphone. Vì thế mà cái gói dữ liệu sẽ đi theo nhiều hướng mà không bị che bởi nhà cửa hoặc là những cái vật khác để mà giữ tín hiệu không bị nhiễu. Cái công nghệ cuối cùng là công nghệ full duplex, có nghĩa là song công. Thì công nghệ bán công có nghĩa là khi mà trong một cái băng thông thì nó chỉ thực hiện được nghe hoặc là gọi, nhưng mà song công có nghĩa là trong một cái dải tần số thì bạn có thể thực hiện vừa nghe vừa gọi. Mà nó không bị nhiễu. Có thể lấy một ví dụ là nó sinh động, tức là hai con tàu đều chạy cùng lúc trên một cái đường ray thì trường hợp này nó sẽ bị va vào nhau, giống như là bạn sử dụng một cái tần số mà vừa nghe vừa gọi. Nhưng công nghệ transistor chuyển mạch nhanh cho phép bạn thực hiện một cái công nghệ song công. Thì ở đây họ sử dụng một cái chuyển mạch nhanh mà có thể cho phép là tần số tới và tần số đi có thể qua chuyển mạch này. Vì thế mà nó không bị nhiễu vào nhau. Đấy là năm công nghệ mà cốt lõi. Sau đằng phía đằng sau công nghệ 5G.